Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Đại đội biên phòng 216, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn của Lào tổ chức tuần tra chung kiểm tra hệ thống đường biên cột mốc và phòng chống dịch COVID-19. Hai bên đã tiến hành tuần tra khép kín đoạn biên giới Việt Nam-Lào từ khu vực cột mốc số 371 đến cột mốc số 372. Quá trình tuần tra chung, hai bên đã tiến hành kiểm tra tình trạng cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn quanh khu vực các cột mốc. Hai bên cũng trao đổi các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ biên giới phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra cho thấy dấu hiệu đường biên giới đảm bảo nguyên trạng, không bị xê dịch, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập vượt biên trái phép.